Kênh là TK Bonsai, mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Sáu Tùng, địa chỉ ở Sa Đéc, Đồng Tháp, để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số phôi tứ quý ha quý cô chú anh chị. Rồi chào anh Sáu, anh Tùng ơi. Xin chào Tính, xin chào bà con cô bác anh em xem kênh NLTK. Hôm nay em có 20 gốc tứ quý giao lưu cùng cô chú anh chị em ha. Cô chú anh chị em xem kênh nhà ý thích cây nào thì alo cho em, là số điện thoại 0939589128, là cũng là số Zalo và Facebook của em nha. Rồi em xin giới thiệu cho quý cô chú bà con xem một số cây em chuẩn bị quay ha. Đây là cây tứ quý, phôi tứ quý, cây số 1, cây một cốt đế cũ, đế cũ, cây này nằm bọc lâu năm ha. Cây này em bứng về khoảng 5-6 bữa nay nha. Cây chuẩn bị kéo nhựa, củ đế đều hết ha. Rồi không thấy mất thời gian, em xin vô thông số cho chiều cao. Chiều cao là 90. Hoành đây là 33. Hồi xuống đo rất là cao. Cây đế cũ. Cây này em xin giao lưu và giá 4,5 triệu nha. Rồi. Rồi xuống bao ship toàn quốc luôn ha anh. Bao ship toàn quốc. Thiên ship, tôi thường vô mà. Rồi em xin giới thiệu tiếp tục là cây mã số 2, cũng là một phôi tứ quý. Cây cắt một cốt rồi dưới đây nữa mình làm cây tử rồi. Cây đế cũ rất đặt ha, cây đế cũ. Cây này mình để cao cũng được, mình giật cây lùng lực cũng được. Rồi bá không sao. Rồi em xin thôi chiều cao. Chiều cao là 100 mét. Mình đo đây là cũng là 33 hơn. Đo cao dễ còn dễ xem cao. Đế cũ đặt. Rồi cây số 2 em muốn xin giao lưu giá 4,5 triệu. Kiên tiếp nó xuống. Từ từ. Rồi tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 cũng là một phôi tứ quý. Hai thân mà có thân tử, hai thân tử nhỏ nữa. Mình muốn chơi bao nhiêu thân thì mình cắt bớt hoặc là mình để vậy mình ghép. Đế thì đẹp, đế đều hết, đế bự không. Cộng rễ là cộng rễ bự không, đế cũ. Đây mày. Rồi, bắt rồi đo chiều cao. Chiều cao đây là 86. 86. Đo thân tổng bệ tổng trước này. Tổng này là 39 nè. Còn đo thân chính nè. Thân chính đo túi nè. Thân chính đây là 23. Yeah. 23, 24 nè. Khỏi đâu. Khỏi đo. Khỏi đo thân nhỏ nè. Đế lực ha. Đế lực. Báo giá đi anh. Cây này muốn xin giao lưu giá 4,5 triệu. Đo ship. Rồi tới mã số 4 cũng là một phôi tứ quý. Cây này một cốt rồi đâu, chân cành đều, đế thì khá thôi. Đấy khá đấy. Rồi xin đổi chiều cao. Chiều cao là 87. Anh đây được 30. Rồi cây số 4 em xin giao lưu giá 3,8 triệu. Rồi tiếp tục em lên mã số 5.
Rồi mã số 5 là một phôi tứ quý lùng lực. Cắt chót giật cấp lùng lực đế cũ. Đế bệ cũ trong rất là nhiều. Rồi đo đi. Rồi đo chiều cao. Chiều cao 42. Đây, hoành đây là 35. Đế cộng bự không à. Rồi cây tứ quý lùng lực thì em xin giao giá 4 triệu rưỡi bao ship. Mã số 5. Rồi tiếp tục lên mã số 6. Mã số 6 cũng là một phôi tứ quý. Cắt giật cấp giờ làm một cốt. Đây lần nữa mình ghép làm gai tử cũng được, hoặc là làm chân cành ra cũng được. Làm tứ diện. Đế cũ đều hết. Rồi xin đo chiều cao. Chiều cao là 78. Hồi nay được 32. Đo cao luôn, đo cao tốt chưa. Rồi xích xuống là lớn, rồi thử cái cũ. Cũ là 57. Cũ là còn đế dưới nữa. Rồi cây mã số 6 mình xin vô lưu giá 4,2 triệu. Tiếp tục lên mã số 7 cũng là một phôi tứ quý. Mã số 7 là một phôi tứ quý đế đều rất là lực. Đế còn nằm dưới. Đế giờ chảy hết mặt bầu, cứng bầu luôn nha. Mã số 7 là một phôi tứ quý hai thân, mình làm cái chớp thằng dù nó đông đặc hai mình giật xuống cây lùng cũng vẫn được. Rồi đo thông số đi anh. Rồi đo chiều cao. Chiều cao là 72. Mình đo đây là được 34. Đo cao này. Rồi mã số 7 em xin vô lưu giá 4,2 triệu luôn. Xuống cây lọc. Mã số 7 4,2 triệu bao ship luôn. Rồi tiếp tục là mã số 8 cũng là một phôi tứ quý. Cây này cắt giật lại ha. Làm cây hai thân. Thân cao thân thấp. Rồi xin đo chiều cao. Chiều cao là 70. Đo hoành này. Hoành này được 37. Rồi mã số 8 mình xin lưu giá 4 triệu. Lên mã số 9. Mã số 9 là một phôi tứ quý hai thân. Một cốt hai thân nè. Mình ghép cho dương cành mau chơi. Mình cắt lại một thân vẫn được. Cắt lùng lại cũng vẫn được. Nó lết hay hình thú ha. Hai lết nhẹ. Để cũ là gối này đặt luôn á. Rồi xin đo chiều cao. Chiều cao cao 1m15. Đo hoành. Nó hai lết. Hôm nay là 37. Rồi xích lên. Cắn bên này chút. Đây 35. Hai cắn bên đây nữa. 35. Rồi lết hình thú đế cũ ha. Rồi cây mã số 9 em xin giao lưu giá 4,2 triệu nữa. Rồi tiếp tục mã số 10.
số 10 là một phôi tứ quý hai thân lết ha. Hai lết nhẹ. Có thành phóng. Đế cũ. Rồi chiều cao là 66. Hành đo đây là cao đo 30. Đế cũ à, đế cũ lực đó. Rồi cái này em xin giao lưu giá 3,8 triệu. Xuống nè. Rồi tới mã số 11 cũng là một phôi tứ quý. Toàn bộ là của em mà lên clip hôm nay là tứ quý hết nha. Rồi, nãy rửa giờ khác dần tùm lum nha. Rồi, phôi này là có hình lết như con hình thú á, hai giò trước đây, giò đây. Cái mình đây. Cái mình đuôi ở đây. Cắt lùng lực thôi ha, giót thôi ha. Đây mã số 11 mà có dáng hình thú, đế rất là lực. Đây có đế luôn nha, mặt sau đế là cũ rồi hết. Rồi em lo chiều cao. Chiều cao là 40. Hoành ở đây được 33. Rồi rất là cao. Cây rất là lực nha, nhìn ngoài rất là lực. Rồi mã số 11 hình cây này em xin giao lưu giá 4,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi cây tiếp tục là mã số 12. Mã số 12 cũng là một phôi tứ quý, một cốt. Chuyên cành đóng dán phong cách nè, đóng vừa gió kiểu như gió lùa nha. Đế cũ đặt bầu. Đế đẹp nha, đế cũ gối cũ nha. Rồi xin đo chiều cao. Chiều cao là 73. Cái này ghép chơi giá thấy gió lùa rất là đẹp nha, đế cũ không? Đế cũ bự không nha. Đặc biệt bầy thứ quý này là nằm bọc đế cũ bự không. Và đây là được 32. Rồi cây này em xin giao lưu giá 3,8 triệu. Rồi tiếp tục mã số 13. Mã số 13 là một phôi tứ quý, đế cũ đặt bầu ha. Lết nhẹ, chưa khai thác hết đế nữa. Thân lắc. Làm cây tử đây, thân lắc. Đế là rất là có duyên. Thân lắc, cây này có cây lắc mà. Rồi em xin đo chiều cao. Đế cũ nè, đế dữ lắm đế. Chiều cao là 72. Đế. Đế cũ bự không, còn nằm dưới chưa có đưa lên hết. Rồi vành đây 33, 32 hơn. Cái đo lúc nào lo cũng cao. Rồi mã số 13 em xin giao lưu giá 4,2 triệu. Xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 14. Mã số 14. Mã số 14 là phôi tứ quý. Một cốt. Đóng thân cành thứ diện ha, đế cũ. Đo chiều cao. Chiều cao khoảng 1m3, 1m25. Rồi đây, rồi cao 32.
Bình Hợp 2. Rồi, cây mã số 14 em xin Zalo giá 4 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 15. Mã số 15 là phôi tứ quý. Đế cũ. Đế cũ đặt vào. Hai thân thân bự thân nhỏ, kiểu này là chắc huynh đệ. Huynh đệ mẫu tử. Đế cũ ha. Rồi em xin đo chiều cao. Chiều cao là 95. Rồi. Quần này là được 36. Rồi cây thứ quý đế cũ hai thân này em xin Zalo giá 4 triệu. Rồi tiếp tục mã số 16. Mã số 16. Rồi một phôi tứ quý lùng lực cắt gót ngọn nữa. Đế cũ rồi khỏi chơi. Đế còn giữ tấm đế. Đây, mặt đế đây. Rồi em xin đo chiều cao. Chiều cao 35 à. Nãy như bên ngồi che cái vào. Đâu quanh đây nó ngồi trước che bầu quanh đây 32 hơn 33 rồi cây túi đế cũ bonsai này em xin Zalo giá 4,5 triệu. Cây này rất là đẹp nha, dứt cấp gót ngọn luôn. Tiếp tục là mã số 17. Số 17 là cũng là phôi tứ quý một cốt hơn cấp vượt cấp đế cũ. Đế cũ đặt bầu. Cây này bài này hồi xưa nằm bọc lâu năm mà mấy chồng xuống đất nên đế cũ cộng bự không. Rồi em xin đo chiều cao là 1m04. Này đế cũ. Đo hành nay được 32. Đế cũ đặt. Rồi cây mã số 17 em xin Zalo giá 4 triệu. Lên điều thôi nó quýnh vô mặt. Rồi tiếp tục mã số 18. Số 18 là phôi tứ quý hai thân dáng phu thê, dáng này khó tìm á, nó đều đóng chân cành tứ diện luôn, đều chân cành luôn. Đế là cũ đặt bầu á, đế là đặt bầu. Đế. Rồi đo chiều cao. Rồi chiều cao 1m65. Đo hoành tổng hai thân đi. Bình tổng hai thân là 34. Đo mỗi thân. Thân này 22. Thân này chắc có chừng 20-21. Hoành thân này gần 21. Rồi bình tổng là 34. Đế cũ đặt bầu. Cây dáng hai thân này em xin Zalo giá 4,2 triệu. Rồi tiếp tục mã số 19. Mã
số 19 là một phôi tứ quý lùng lực, cắt giật cấp chót ngọn ha. Đế cũ là đặt cây bonsai rất là khá đẹp. Đế đặt bầu. Cây này bonsai lùng lực không à. Giật cấp chót không à. Đế là đặt bầu luôn. Rồi chiều cao đó là 52. Đây, mặt tiền đây. Và đây là 36. Giờ mã số 19 mình xin giao lưu giá 4,5 triệu. Còn phôi tứ quý lùng lực đế đẹp. Rồi mã số 20 là cũng là mã số cuối cùng của list ngày hôm nay của em nha. Mã số 20. Cũng là phôi tứ quý đế cũ, đế này là khỏi chơi. Đế này là cũ đặt luôn. Đây nó có cái bị vết tát hai bên này do xưa người ta trồng cái bỏ nắng nó táp hay ấy, nhưng mà đang kéo nó thẹo gắt rồi mình chơi từ từ nó kéo lại, cây cũng vẫn bình thường, đế rất là đẹp. Sao có một mặt cắt lâu năm, cây rất là khỏe nha, mình ghép rồi nó kéo lại bình thường. Rồi em xin đo chiều cao. Cây đóng chân cành đẹp nha. Cây đứng lên chim mỉnh giúp. Rồi đóng chân cành đẹp. Nhưng mà chơi mặt tiền luôn đây. Cây lũa bị tát ra miếng. Rồi chiều cao là 70. Đo hoành đế cũ rất là đẹp. Hoành 34. Cũ đây cũ đặc luôn nha. Cũ 62. Cũ đặt không. Rồi cái cây này em giao lưu giá 4,5 triệu. Rồi cuối clip mã số này là cuối clip của em luôn rồi. Mã số 20. Rồi em xin hết thôi. Rồi xin chào anh em con cô bác thôi. Nhà ý muốn sở hữu cây thì alo cho số điện thoại em 0939 589 128. Em cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, em xin chào.